Chúng Tôi là Hoàng Bách phụ trách chương trình diễn đàn thời sự xin kính chào quý thính giả của Việt Radio và ngài thưa quý thính giả ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi ở trong nước là anh GB Nguyễn Hữu Vinh. Chúng tôi xin nhà kính chào anh Nguyễn Hữu Vinh từ Việt Nam. Dạ xin chào anh Hoàng Bách và chào quý khán thính giả của quý đài. Tôi là GB Nguyễn Hữu Vinh. Uh, sinh sống tại Hà Nội, Việt Nam dạ vâng ngày hôm nay chúng tôi là rất là hân hạnh được nối đường dây để nói chuyện với anh từ Hà Nội Việt Nam thưa anh thì qua những cái nhìn của anh trong những tuần lễ vừa qua thì cái vấn đề Việt Nam có điều gì để đáng thưa với quý tín giả của thành phố Hồ Tinh thưa anh dạ thưa anh cái chính trường Việt Nam cũng như đời sống kinh tế xã hội Việt Nam thời gian một tuần vừa qua cái thời gian vừa qua thì có nhiều cái điểm đáng lưu ý cái điểm mà gần đây nhất ấy, thì đó là cái phiên xét xử 6 nhà hoạt động dân chủ ở trong hội anh em dân chủ đã bị kết án hết sức nặng nề với 60 mấy 66 năm tù giam và rất nhiều năm quản chế. Đây là một cái vụ án rừng rú man dợ Và bên cạnh đó thì đây là nói về những cái người yêu nước, còn những cái người thuộc về hàng cán bộ cao cấp của Đảng thì trung tướng Phan Văn Vĩnh nguyên cục trưởng cục phòng chống tội phạm đã ra tay vào cọc đã bị bắt giam. đây là vị tướng thứ hai ở trong cái hệ thống là làm là công an và trước đó thì ông Nguyễn Thanh Hóa cũng đã bị bắt tạm giam. Chờ hai ông này tham gia cái đường dây đánh bạc. Cái điều rất là hài hước là một ông cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao lại là cái người tổ chức đánh bạc công nghệ cao ngay ở trong mà cái văn phòng của nó trong trụ, văn phòng trụ sở công an. Nên những thông tin đó đã làm nóng lên các cái diễn đàn và cũng như sự chú ý của người dân. À, bên cạnh đó thì cuối trong cái, những ngày vừa qua thì nhà cầm quyền đưa một số người yêu nước, một số người chống lại sự hiểm họa bành trướng của Trung Quốc, chống lại sự mất nước trong sự xâm lăng và cổ vũ nền dân chủ cho người dân thì đã bị phạt án tù hết sức nặng nề trong một phiên tòa mà cái một cái gọi là phiên tòa hết sức là chóng vánh và hầu như tất cả những luận cứ mà của cơ quan đưa ra để buộc tội thì đều đã bị bẻ gãy đều đã bị bị phủ nhận đều đã là là không có cơ sở nhưng mà là một phiên tòa kangaroo bỏ túi để mà kết tội người yêu nước dạ vâng à, cảm ơn anh bây giờ thì à, à, anh vừa nêu lên hai ông tướng mà ông tướng là nguyễn à, phan văn vĩnh đó, là một vị tướng coi là anh hùng nhân dân mà anh hùng nhân dân đó là phải coi như là thanh gương của đảng mà lại đứng ra bao che cho vấn đề bài bạc ở trên hệ thống công nghệ cao cùng với ông tướng nguyễn thanh hóa thì quả thật là chúng ta thấy là cái tình trạng xuống dốc tồi tệ ở trên cái nguồn mái của đảng cộng sản việt nam bởi vì đúng ra là, là công an là, là bảo vệ nhân dân công an là đem tới những cái điều gì mà chính đáng nhất khuyến khích người dân nhưng mà lại nhưng mà lại đứng bao ra bao che bảo kê cho, cho các cái sòng bài đánh tiền đánh bạc mà lên tới hàng 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 triệu mỹ kim à, tức là hàng mấy trăm mà mấy trăm tỷ ở trong tiền ở trong Đáng nước thì thưa anh quả thật là thấy nếu mà nhìn vào ở trong cái hệ thống cơ cai trị của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hoặc là chống tham nhũng nhưng mà tham nhũng thì ngay trong nội bộ và tham nhũng được bao trai tham nhũng chứ không phải là bao che mà hệ thống công an à, Thì anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh? Thưa anh, à, có nhiều khi mà nói về cái hệ thống tham nhũng ở Việt Nam á. Khi nào đến vấn đề tham nhũng á, thì nhiều người à, cũng nói rằng là tham nhũng thừa đông mà chẳng có à, Sinh ra nhà nước thì sinh ra tham nhũng Rồi là cái đám dư luận viên thì bảo rằng là ở Mỹ cũng có tham nhũng và ở chỗ nào thì cũng có tham nhũng à, Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó họ nói thì cũng không phải là sai duy nhất cái một cái điều là cái khi mà với một cái hệ thống độc tài ấy, và một cái chế độ công an trị ấy, thì cái việc nuôi dưỡng tham nhũng nó là một cái đặc tính riêng của cái, cái 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 nhà nước độc tài bởi vì không không có sự kiểm soát không có cái sự cạnh tranh không có cái sự minh bạch thì hẳn nhiên là dẫn đến tham nhũng và làm quyền cái việc mà những ông cục trưởng cục cảnh sát rồi ông cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao lại đi tổ chức đánh bạc với đường dây hàng nghìn tỷ như vậy lại liên kết với con trai của phạm con 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 của phạm quang nghị con rể phạm quang nghị để mà là ủy viên bộ chính trị ấy. thì cái điều đó cũng không phải là bây giờ người ta mới, 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 mới biết như vậy chúng ta phải nhớ rằng là những cái tội ác những cái tội phạm lớn lao nhất ấy là phải là những tội phạm những cái tên tội phạm lớn nhất là những tội tên tội phạm được bảo kê bởi chính cái hệ thống bảo vệ pháp luật chính vì thế nó mới tồn tại được chứ tôi chúng ta cũng thấy ở Việt Nam này một cái người dân ấy, à, bơn buông thúng bán mệt ở ngoài chợ ngoài đường ấy chỉ cần xuất hiện gái thì lập tức là cảnh sát phường rồi dân phòng rồi số đến là thậm chí là bắt bớ của họ để giật về rồi là à, đạp đổ để phá hoại tung té ra thì là mới nói chỉ nói đến một cái, cái, cái những cái người mà có thực thể có những người khác thì thậm chí là đảng còn uh, điều tra được là có âm mưu lật đổi chế độ họ còn âm mưu ra được và họ quy kết rằng những cái việc là là, là như nguyễn văn đài chẳng hạn họ đến tự nhiên uh, một ngày sống đến nhà người ta ụp vào trong nhà rồi là lục soát rồi là bắt bớ rồi lục xoát tất cả những thứ rồi tài sản người ta ở trong nhà thì tiền bạc ở trong thẻ ngân hàng chẳng hạn tiền bạc trong tủ thì bảo như vậy là là những cái này là là, là 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 dùng để âm mưu lật đổ chính quyền có nghĩa là gì đảng tài tình với công an tài tình đến mức độ là điều tra được cả những cái người ta đã nghĩ trong đầu chẳng mà thậm chí người ta không nghĩ thì đảng cũng cũng điều tra ra được Vậy mà đến cái chuyện là cả một cái đường dây đánh bạc cả hàng nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ mà lại tồn tại hết năm nọ cả năm kia không bắt được thì cái chuyện nó hết sức là lạ. Mà đây chỉ là một cái vụ án mà tương đối tôi chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ mới là một những con tép, những cái hạt cát thôi chứ còn cả một cái hệ thống kinh tế và cả hệ thống quan chức hiện nay. Đường dây từ đánh bạc, từ cá độ bóng đá, từ buôn rượu lậu rồi từ nhập cảng nhập khẩu rồi từ buôn bán tài nguyên đất nước cũng như tất cả những cái lĩnh vực khác thì đều có những tội phạm con sâu cỡ bợ có cái điều là như anh vừa hỏi á là suy nghĩ gì ấy, thì chỉ có một điều suy nghĩ duy nhất là hệ thống độc tài độc đảng đang nuôi dưỡng đang à, dung dưỡng và chính nó là cái nôi để cho tham nhũng sinh ra thôi anh Dạ vâng, à, thưa anh qua cái sự trình bày của anh và chúng ta biết là ông Nguyễn Phú Trạm đưa ra mà gọi là chống tham nhũng nhưng mà có người cho rằng đưa chống tham nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra chỉ là một cái chiêu bài hình thức bởi vì tham nhũng ngay trong cái bản chất của chế độ nó đã là tham nhũng tại sao như vậy thưa quý vị nếu quý vị nhìn qua ông Putin ở bên nga và ông Tập Cận Bình ở bên Trung cảm chúng ta thấy là cả một cái hệ thống tham nhũng mà chúng ta cũng biết là ông Tập Cận Bình trước khi làm chủ tịch đảng làm chủ tịch nhà nước đó thì ông có một công ty công ty đá quý người ta trị giá là tới gần tới 4 tỷ Make Thì bây giờ trở lại Việt Nam với nhau Thì chúng ta biết là ngay trong cái hệ thống cơ cấu Hệ thống của đảng đó Bởi vì lương thì họ trả cho công an cũng không đủ Cho nên tham nhũng là một cái cách mà để cho người ta gìn giữ cái diền mối của đảng và người ta bảo vệ đảng thì có người cho rằng là đảng à, đưa ra nhưng mà ngay trong cái bản chất của chế độ đó bởi vì nếu mà ở trong dưới chế độ tự do đó thì có cơ quan truyền thông báo chí nhắc nhở khuyến cáo đề nghị hay là có có ai mà tham nhũng hay là quá lạm quyền thì báo chí sẽ nêu lên nhưng mà dưới cái hệ thống của đảng đó, thì hầu hết từ thượng tầng tới hạ tầng cơ sở đều là nhà nước quản lý và báo chí cũng báo chí nhà nước chính vì cái yếu tố này đó mà nó chống tham nhũng thì thật sự là nuôi tham nhũng thì xin anh có thể triển khai thêm bởi vì quý thính giả của chúng ta ở hải ngoại đó thì cái tâm lý đó là sống dưới chế độ tự do cứ nhìn là tham nhũng thì bị bắt bớ dễ dàng nhưng mà thật sự tham nhũng mà dưới chế độ của cộng sản đó thì ông nào mà không tham nhũng ông nào cũng có gọi là con gọi là ở dưới sân xa của họ đều có nhóm lợi ích riêng ngay trong bộ chính trị cũng có những cái nhân viên những cái người mà trong bộ chính trị cũng có nhóm lợi lợi ích À, thưa anh anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh dạ, thưa anh uh, nó có một cái nghịch lý ở các cái nước độc tài uh, và các nước cộng sản khác chẳng hạn ở Việt Nam thì người ta sẽ hết sức là ngạc nhiên tại sao tổng thống Mỹ lại lên uh, làm tổng thống bảo là tôi sẽ không nhận lương nhưng mà sau mở tôi sẽ nhận một đô la uh, cái đồng lương của mình ở Việt Nam á, thì người ta sẽ đòi phải nhanh hơn chúng ta đừng có nói rằng là tham nhũng ở trong ngành công an là vì cái lương nó thấp hoặc là này khác bởi vì chúng ta phải biết rằng lương ở ngành công an hiện nay ấy, là bao giờ một cái mức mức lương của họ bao giờ cấp cao gần gấp đôi ấy, mức lương ở ngoài. Có nghĩa là gì? À, một người cũng làm việc cũng có một cái, cái cái, cái, thời gian học hành như vậy ra làm việc á. Thì ở ngoài anh chỉ được một đồng lương thì ở công an đã ở trong ngành cùng ngạch đó thì công an đã được 1,8 đồng. Cái đồng lương vào cho các tướng tá ngành công an rồi là họ lại cứ đúng 3 năm họ thăng lương một lần rồi là tất cả những cái điều đó nó lấy một cái nguồn lực của đất rất là nhiều và cái đồng lương cho cái ngành lực lượng công an rất là cao họ vào đó được đào tạo bằng tiền à, kinh phí của người dân mà không phải trả, trả tiền Còn nó khác hẳn với những cái đào tạo bên ngoài chính vì vậy mà mấy năm gần đây cái ngành công an đã thu hút được rất nhiều cái lực lượng à, sinh viên cái, cái, cái học sinh là đổ số vào ngành công an là bởi vì sao bởi vì á, họ có những đặc thù đặc quyền đặc lợi của họ vào học thì không mất tiền học xong ra trường thì có việc à, việc thì lương cao nhưng à, những công việc của ngành công an, ấy, những cái công việc đó trước đây thì người ta tránh bởi vì cái việc đó nó thất nhân, thất đức và những cái việc nó nó trở thành cái à, đào tạo thành những con người khát máu, đào tạo thành những con người mà vô nhân tính thì người ta tránh ra. Nhưng mà đến lúc khó khăn, đến lúc tất cả thì người ta đã đưa ra một cái chương trình như vậy và thu hút những cái người dân. Chính vì thế mà ta nói rằng là, nếu như ai nói rằng vì lương thấp, chẳng hạn như là là, là cảnh sát giao thông ngoài đường ấy mà 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 cứ ăn mãi lộ mà cứ cho rằng là như thế là vì lương thấp ấy thì người ta phải nhìn lại những người công nhân ở trong nhà máy những cái người mà đang làm giáo viên ở trên bục giảng rồi là những cái người khác trong những cái ngành nghề khác nữa cuộc sống người ta hết sức là gian nan một tháng của họ chỉ được khoảng chừng một vài ba triệu bạc cỡ khoảng chừng một trăm hai trăm đô la trở lại thì người ta sống bằng cái gì thì gọi là cao hay thấp mà người ta không bao giờ dám so sánh mà ngành công an lại suốt ngày cứ so sánh lương cao hay lương thấp. Đó là điều thứ hai, điều thứ ba là ai có thể tham nhũng? Người chỉ có thể có những người có cơ hội mới tham nhũng được. Những người có cơ hội có quyền lực mới tham nhũng được. À, chỉ có công an thì mới tham nhũng chẳng hạn là cái ông chống lại ma túy thì ông mới có cơ hội để ông buôn bán ma túy mà không bị lộ ông công an bắt về chuyện buôn lậu cái nọ cái kia thì chính ông lại tiếp tay buôn lậu ông kiểm lâm phá rừng là số 1 là bởi vì chính ông lại là bao che với lại tổ chức một cái hành động khảo rất là tinh vi người ta vừa nhìn thấy có những cái ông kiểm lâm ở trong miền nam á ông có những ngôi nhà đến hàng trăm tỷ đồng và toàn bằng gỗ quý ông bảo là ông gom góp giặt được gỗ thanh lý những cái thanh lý đấy từ đâu à, có những cái nhóm vào người ta phá rừng xong rồi thì ông tổ chức ông bắt và bắt xong rồi thì để cái lượng gỗ đấy lại đó rồi lại hóa giá hóa giá là một cái giá rất rẻ thì ai được mua thì lại ông được mua thực chất là ông hợp pháp cái, cái 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 việc chặt rừng của ông bằng những cái động tác mà rất nhiều người ở ngoài không biết được bảo rằng ở đây ông mua gỗ thanh lý nhưng có biết được đâu rằng là những cái nhóm phá rừng nó đang liên kết với chính những cái ông kiểm lâm và họ vào cưa cắt thoải mái trong rừng xong đưa ra cửa rừng nộp vào đó và làm cái biên bản là bị bắt thì ông này vừa được thành tích vừa được nâng lương nâng cấp nâng hàm rồi á, thì quay trở lại là cái đống gỗ đó những cái sản phẩm đó phá rừng nó ra á, thì lại được để đó và cái hóa giá thì lại chính ông hoặc người nhà ông mua thì đấy là một con đường rất hợp pháp rất lắt léo và nó rất tinh vi và rất, rất đấy là chỉ mới một cái dẫn chứng mà thôi thì ngành công an cũng vậy không có ai có thể là vượt qua ngành công an để mà đi buôn lậu mà nếu công an không biết không ai có thể buôn bán ma túy ở trong làng trong xóm trong thôn trong trong trong, trong ấp mà công an không biết nếu công an không bảo kê nó sẽ không tồn tại được nhưng ngược trở lại thì anh cảnh sát khu vực đến nhà à, kiếm mỗi ngày mấy trăm đồng rồi mà càng tội phạm nguy hiểm càng tội phạm mà mà lớn thì cái hối lộ và cái cái nuôi công an nó càng càng mức độ nó cao hơn chính vì thế mà khi cả một cái hệ thống nó đã trở thành là 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 thối nát nó đã trở thành mục ruộng thì cái tội phạm nó nổi lên đó là điều tôi cho là hiển nhiên và đó là đặc thù của cái, cái 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 thể chế cộng sản bởi vì ở đó đảng là lãnh đạo tuyệt đối và đảng cũng tham nhũng tuyệt đối và đảng không chịu một cái trách nhiệm gì điều đó cũng là tuyệt đối thôi dạ vâng đảng là trên hiến pháp mà hiến pháp à, à, là hiến pháp của một quốc gia mà là đảng trên hiến pháp cho nên hàng năm vào mùa xuân đó thì họ nói chúc mừng đảng trước rồi mới mừng xuân sau. À, thưa anh thì à, chúng ta biết là ông nguyễn phú trạm trước khi làm tổng bí thư đó thì ông ta là bí thư thành ủy của Hà Nội sau đó thì ông làm là là chủ tịch quốc hội tức là kéo dài một thời gian rất là dài như vậy thì cái sự tham nhũng đó ông cũng biết rất là kỹ sau giờ này thì ông muốn củng cố quyền lực của ông ông muốn đè bẹp lại những cái những cái thế lực và là đối trọng đối với ông tức là những cái nhân sự mà có thể trường lên để mà có thể đương đầu với ông đó thì ông dùng cái chiêu bà tham nhũng để ông triệt hạ hầu hết từ miền Nam cho tới miền Trung và cả miền miền Bắc nữa thì anh nghĩ sao về ông Nguyễn Phú Trọng bộ thanh liêm lắm sao thưa anh? Dạ thưa anh nhiều người cũng nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng là ông ông này không tham nhũng rồi ông sống liêm khiết rồi là ông thế nọ thế kia ông quyết tâm chống tham nhũng và kể cả trong một số người đấu tranh cũng nghĩ rằng là là như vậy. Tôi thì tôi nghĩ khác hơn một chút tức là ông Nguyễn Phú Trọng là cái người mà ông lớn lên từ một cái tay sinh viên văn khoa Rồi sang cái ngành gọi là xây dựng đảng. Và tôi cho rằng là tôi kể không phải cho đến bây giờ mà từ từ cái ngày ông đang làm ở cái ban gọi là ban lý luận trung ương á thì người ta đã gọi ông là trọng lũ lũ là vì sao cái ban đó gọi là trưởng ban lũ lẫn trung ương chứ không phải là trưởng ban lý luận trung ương là bởi vì á một cái quá trình dài nó cứ nhai đi nhai lại như rẻ rách một cái điều mà ai cũng biết rằng là chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa cộng sản nó sẽ chiến thắng rồi là à, nó chỉ là thoái trào tạm thời rồi là nó sẽ nhìn thấy chủ nghĩa đại khái là những cái câu ru của người dân và đến cái lúc cái thực tế nó đập vào trước mắt ấy ai cũng nhìn thấy là đó là những cái điều mà có lẽ là là những người còn tin vào đó thì chỉ có những con bệnh hoang tưởng mà thôi Chứ người ta không ai tin vào những cái điều đó nữa thì Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ tiếp tục lải nhải và đi bám theo cái, cái 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 cách như vậy cho nên ngay từ đó người ta đã tặng cho một cái danh hiệu gọi là trọng lũ cái lú đây ấy, là sự lú lẫn Còn cái ban của ông mà làm việc ngày xưa Thì gọi là trưởng ban lú lẫn Trung ương Chính vì vậy mà dù có nhìn thấy một cái thực tế như vậy ấy, Có nhìn thấy thực tế tham nhũng Rồi thực tế xã hội nát bét Rồi đất nước nó là như vậy Thì ông ta cũng cứ là bịt tai nhắm mắt Để ta ông ta củng cố cái đại cái đảng của ông Với ông ta thì cái đảng cũng là quan trọng nhất Chính như ông ta bảo rằng là nếu như có đụng độ trên biển Đông Thì làm sao chúng ta ngồi đây được để yên để mà ban đại hội đảng thì với ông ta thì ngay cả tiền đồ lãnh thổ của tổ quốc và cái vận mệnh dân tộc của vận mệnh đất nước cũng không quan trọng bằng người đảng của ông ấy. chính cái điều đó mà làm cho ông là 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 nhiều khi gọi là là lý luận một cách linh tinh mà thôi còn nói về tham nhũng ấy ông biết thừa à? và cũng như có một vài lần tôi nói đấy cái tham nhũng lớn nhất là tham nhũng về quyền lực bởi vì tham nhũng quyền lực rồi lúc đó mới đẻ ra những tham nhũng về vật chất về những cái thứ khác thì trong cái, cái đời sống chính trị xã hội ấy, thì tham nhũng quyền lực là tham nhũng lớn nhất tham nhũng cái lòng tin là cái tham nhũng lớn nhất bởi vì nó làm cho người dân tin tưởng vào mình đánh lừa những cái người dân đánh lừa thiên hạ để cuối cùng trục lợi thì ông nguyễn phú trọng dẫn đầu cái việc tham nhũng về quyền lực chính ông ta bảo là kiên quyết không đưa những người tham quyền cố vị vào trung ương ông vừa nói như thế xong cái thì ông lại ép đảng là ra một cái cái nghị quyết cái quyết định là coi như là, là, là có những trường hợp đặc biệt về nhân sự để ông cố thủ lại cái ghế làm tổng bí thư mặc dù đã quá tuổi mặc dù đã không còn quy định nào cho ông ở lại nhưng mà ông vẫn ngồi vào cái ghế tổng bí thư rồi là này cái thì đó gọi là tham nhũng quyền lực và cái tham nhũng quyền lực đấy là tham nhũng lớn nhất cho nên mọi cái điều <laughs> trước cái đại hội đảng và trong cái đại hội đảng cộng sản vừa qua thì người ta bảo là ông chỉ làm một nửa nhiệm kỳ thôi để rồi ông nhường ghế lại để rồi là sắp xếp nhân sự nọ kia. Nhưng mà cho bây giờ thì rồi chúng ta thử xem ông có tiếp tục làm như vậy không với một con người như vậy ạ. Thì tôi nghĩ rằng là cái lớn nhất là khi mà người ta đã không giữ chữ tín, khi mà đã không 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 thể hiện được những cái cái gì là chính đáng, thì mọi cái chiêu bài về tham nhũng này khác chỉ là một cái sự mà chúng ta có thể nói với nhau rằng là đó là cái sự chém giết lẫn nhau Cái sự thanh trừng lẫn nhau và Phé cánh lẫn nhau mà thôi Chứ còn nếu giả sử Nguyễn Tha Phú Rộng Mà là một người thực chất tham nhũng thanh liêm liêm khiết Kể cả cao tuổi đi là ông tuyên bố rõ ràng bắt đầu từ ngày mai Là mọi người đi chứng minh tài sản của mình Xin lỗi tôi nghĩ rằng là tất cả những điều đó Thì đảng có lẽ chỉ giải tán trong ngay lập tức trong vòng một tuần Bởi vì đảng không tồn tại để làm gì nếu như không được tham nhũng thôi Dạ vâng, à, anh vừa nhắc tới là nó tham nhũng về vật chất Tức là tham nhũng về tiền bạc, về quyền lợi Nhưng mà không nhắc tới cái tham nhũng về quyền lực Bởi vì tham nhũng quyền lực cũng là một loại tham nhũng Bởi vì tìm mọi cách, tìm mọi cách mua chuộc những hàng ngũ trong đảng Để mà tiến nhiệm cũng là một cách tham nhũng Cho nên ông Nguyễn Phú trọng khi là nó nêu lên cái vấn đề là chống tham nhũng về lợi ích nhóm này nhóm kia lợi ích về vật chất nhưng mà thật sự lực, thâm nhũng về quyền lực là một cái điều mà ông là người đứng đầu trong một cái đảng mà là thâm nhũng về quyền lực đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần cũng phải nắm rõ sau khi mà anh Nguyễn Hữu Vinh nêu lên cái vấn đề này à, thứ anh khi nãy thì anh có nhắc lên tới ngày mùng 5 tháng 4 vừa qua đó thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Hà Nội đã đem ra xét xử một số anh em à, dân chủ và trong cái bản án đó của anh Nguyễn luật sư Nguyễn Văn Đài thì quá nặng nề tới mười mấy năm tù và sáu người còn lại thì tất cả những cái vụ án này đó cho thấy là cho tới sau khi mà cái bản án kết thúc một cách vội vàng chỉ trong một ngày thôi đó thì chúng ta thấy là ở Liên Âu ở bên Âu Châu đó, à, EU đó cũng như là bộ ngoại giao của hoa kỳ cũng lên án rất là gắt gao bởi vì trong một cái chế độ ông nói là ông muốn cộng tác đa phương ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới nhưng mà ngược lại ông lại dùng cái chiêu bài gọi là độc tài và đàn áp những cái nhà đấu tranh dân chủ mà những nhà đấu tranh dân chủ này không hề có một khẩu súng, không hề có gì cả, chỉ dùng ngôn ngữ để trình bày cái quan điểm, cái ý niệm về dân chủ để mà gỡ đến người dân để làm sao mà đất nước chúng ta sớm có dân chủ thì mới được phát triển. Anh nghĩ sao về cái bản án cũng như cái phương ừ. cách mà thực hiện xét xử trong vòng một ngày mà cái án người ta ngay thưa anh? Dạ thưa anh, tôi nghĩ rằng là cái những cái điều đó chúng tôi ở trong nước chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều. Cạnh đây 7 năm tôi đã đi vào cái phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ trên tòa phúc thẩm có lẽ là dân tôi là người duy nhất vào một cái phiên tòa đó ngoài một vài người nhà, rồi cũng là phiên tòa duy nhất mà tôi được và tôi tôi vào được. thì chúng tôi có một cái kết luận với nhau tất cả những cái phiên tòa mà để mà xét xử những người bất đồng chính kiến, những tù nhân chính trị thì đấy chỉ là những cái bản Gọi là những cái bản án bỏ túi Là những cái, cái màn biểu diễn hết sức là kịch cỡm Và và thật sự là bẩn thiểu Trước khi xét xử thì tôi hay nói rõ là, là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã công khai xử kín một phiên tòa công khai tức là họ bảo đây là phiên tòa công khai nhưng mà tất cả những người có khả năng đến dự phiên tòa thì họ cho cứ một người có khả năng đi dự phiên tòa thì họ cho răm 7 người, chục người, vài chục người bao vây xung quanh nhà đủ mọi lực lượng không cho ra khỏi nhà để đến dự phiên tòa. Trên đường phố họ chặn dây chặn đường rồi cảnh sát rồi tất cả những ai đi ra được khỏi nhà lập tức cảnh sát bắt đi nhốt đánh đập rồi là nó làm nhiều những cái trò rất là bẩn thỉu. Rồi ngay tại phiên tòa không cho ai vào đóng cửa rồi là là diễn những cái trò gì đó thì tất cả những cái việc mà như vậy ấy, nó là một cái trò hề, nó là một cái trò mà nó càng nhìn thấy rõ ràng cái sự cái sự, sự đê tiện và cái sự dưng rú của nó mà thôi, chứ còn chúng tôi không lạ gì những cái bản án như vậy à, và không lạ gì những cái cái hiện tượng mà 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 mà, mà kết án những cái người bất đồng chính kiến những cái nhà hoạt động chính trị bằng những bản án mà à, có sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản từ, từ phía sau có có sự thống nhất là như vậy, có mà mặc dù trong tòa thì nhiều khi người ta có, có các luật sư có tranh cãi bằng rồi là các nạn nhân có tranh cãi bằng mọi cách bằng lý lẽ bằng luật lệ bằng cách rõ ràng đến mấy thì con ta vẫn chỉ là nhắm mắt làm ngơ và cúi đầu để mà đọc cái bản tuyên án như đã 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 định thôi thưa anh Dạ vâng, thưa anh qua cái sự trình bày của anh, anh là một cái nhà, à, một cái blogger nổi tiếng về đấu tranh nêu những vấn đề thực trạng của xã hội ở trong nước. Nhưng mà đối với quần quản đại quần chúng ở người dân ở trong nước từ buôn thúng bán bưng cho tới anh là bán hàng ram cho tới anh chạy xe ôm tất cả họ có biết về cái thực trạng đang tối của đất nước như thế này không thưa anh? Dạ thưa anh họ biết, họ biết nhiều là khác bởi vì họ là cái người nạn nhân trực tiếp họ là cái người 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 chịu cái hậu quả đầu tiên tuy nhiên là nhiều người người ta biết nhưng mà người ta không dám nói mà không chỉ có những người buôn thúng ban bưng những người lao động trực tiếp thôi kể cả những đảng viên những cán bộ trung cấp cao cấp biết hết vấn đề ở chỗ là cái xã hội cộng sản nó tạo ra trong xã hội một cái sự giả dối nó trở thành cái hiện tượng thường xuyên trong xã hội trở thành cách hành xử của xã hội, trở thành một cái chuẩn mực đạo đức trong xã hội, trở thành cái chuẩn mực để giáo dục trẻ con trong 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 cái cái nhà trường. Nếu anh không dối trá thì anh không sống được trong chế độ cộng sản. Đấy là một cái khẳng định như vậy. Chẳng hạn, tôi đang nhớ là cách đây khá rất là lâu, thì nhà văn Trần Văn Thủy đạo diễn bộ phim chuyện tử tế. Ông nói một cái câu rất là hay Tức là gì? À, bây giờ hỏi người ta là Ngày xưa Việt Nam Cộng sản cứ mở mồm ra gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Rồi là à, những người Việt Nam Cộng Hòa gọi là ngụy quyền, ngụy quân Sau một cái buổi giao lưu ở trên cái báo Việt Nam Net đó, bây giờ Thì ông Trần Văn Thị bảo bây giờ hỏi ngụy là gì? Ngụy về ngôn ngữ tức là nghĩ một đằng nói một nẻo làm một đằng nó một nẻo rồi là làm không đúng với sự việc cái đó gọi là ngụy không đúng bản chất thì gọi là ngụy chẳng hạn như là ngụy biện rồi đúng là đúng uh, tất cả những cái ngụy trang chẳng hạn ngụy biện chẳng hạn tức là cái ngụy là gì là cái phản lại cái sự thật thì bây giờ hỏi ai là ngụy ông bảo là một cái đảng viên ra ngồi quán nước chè nói nếu như nói về hướng bắc thì khi vào họp chi bộ lập tức nói về hướng nam cũng một vấn đề như vậy Mà bảo rằng là cái kim này Cái con đường này đi về hướng Bắc Thì khi vào họp chi bộ Sẽ nói rằng là con đường này đi về hướng Nam Tức là nó, nó quay ngược 180 độ đấy Thì ông bảo là cái đó mới là cái ngụy Bởi vì người ta không bao giờ nghĩ rằng Con đường này đi về hướng Nam Nhưng họp chi bộ họp đảng Thì buộc phải nói về hướng Nam Đấy là cái cái mà chính là 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 là, là cái ngụy đấy. ngụy là là cái như vậy thì ở Việt Nam hiện nay thì tất cả từ hệ thống trung ương chính quyền trung ương cho đến chính quyền địa phương đến mỗi người dân cho đến trong ý nghĩ trong đứa học sinh trong tất cả nếu theo định nghĩa thì, thì thì tất cả là ngụy nó chẳng kêu đi bác hồ là ai cả bắt nó bảo là em hãy tả bác hồ nha em hãy mô tả bác hồ thì nó không biết ngồi nó ngồi nó mô tả nó thì bác hồ là thế lọ rồi là thế chai rồi là thế này thế khác bởi vì nó không hoàn toàn không có ý niệm đó cho nên có một cái bài viết ở trên mạng mà thay đưa ra là bảo là, là Bắc hồ là như là, 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 là da trắng như là, là da cô ngọc trinh đấy tức là râu bạc trắng như là da cô ngọc trinh đã khái vậy thưa quý thính giả quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn thời sự với ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là từ ở việt nam tức là nhà báo cũng như là một blogger nổi tiếng về đấu tranh dân chủ trình bày cái thực trạng của xã hội ở trong nước đó là gb nguyễn hữu vinh À, chúng tôi hân hạnh được trở lại với anh trong cái phần đầu anh neo lên cái chữ ngụy và anh neo lên cái chế độ cộng sản đó trên bản chất và trên thực tế đó họ luôn luôn họ nói những cái điều gì trái với cái điều mà họ suy nghĩ cái điều đúng họ nếu mà đảng biểu nó điều đó là sai thì cũng vẫn nói sai bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa trong gần đây đó thì chúng ta thấy là trong cái hệ thống công an đó ông nguyễn phú trọng đó đã có chân trăng trăng uh, hệ thống công an và ông đã cải tổ hệ thống công an và cái sự cải tổ này người ta cho rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử của đảng cộng sản việt nam cải tổ từ thượng tầng tới hạ tầng à, thì họ nói là cái ngân sách của bộ công an đó nó tới 12% của cái ngân sách uh, của cả nước và chỉ cái ngân sách quốc phòng đó đâu có 9% như vậy cái hệ thống công an đó nó rất là nặng nề tức là có vào khoảng là cái tổng số có vào khoảng 600 ngàn hệ thống công an nhưng mà từ cấp uh, xã ấp cho tới huyện uh, thì công an nó không trực thuộc bộ công an mà là trực thuộc huyện tất cả những cái sự kiện này thì ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ ông theo ông đó ông muốn làm cho nó gọn nhẹ à, cái lý do ông cải tổ đó là có nhiều người cho rằng là vì cái hệ thống nặng nề quá ngân sách của nhà nước hiện tại đang thâm thủng không đủ mà cái hệ thống công an cái hàng tướng lãnh của công an hiện tại có vào khoảng 400 tới à, 400 người tới 500 người là đều tướng lãnh công an tất cả những cái sự kiện này đó người ta cho rằng cải tổ công an là để ông Nguyễn Phú Trọng muốn nắm chặt để muốn kỹ lưỡng hơn muốn à, ông kiểm soát một cách à, nó có kỷ luật hơn với hơn nữa đó ông ở trong hệ thống ở trong đảng đã đành mà ở trong hệ thống đảng của công an đó, thì ông kiểm soát để mà có những cái manh nha gì là ông bắt ngay ngay từ đầu, ông đã ông siết lại và ông bắt ngay từ đầu. Thì dưới cái nhìn của anh là một người trong nước, anh nghĩ sao về cái vấn đề này thưa anh? Thưa anh chúng tôi thì chúng tôi thấy một cái điều là những năm gần đây cái hệ thống công an nó bình trưởng, nó phình ra quá mức cần thiết, quá mức mà là là nhưng mà cái hiệu quả nó không có ở một cái đồn có khoảng chừng hai ba bốn chục công an nhưng mà rồi ngoài ra còn dân phòng rồi là ngoài ra còn có những lớp nọ lớp kia rồi rất nhiều thứ nhưng mà trộm cắp vẫn cứ xảy ra và cha ông ta có một cái câu rất là hay tức là chó đàn thì không bắt được chuột chó đàn một con thì còn hung hăng còn bắt chuột còn chăm chỉ nhưng khi đã chó đàn chỉ đua nhau là ngồi là ăn vụng với lại đua nhau là, là 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 là, là phá bệnh mà thôi thì cái hệ thống công an cũng vậy sở dĩ hệ thống công an nó phình ra là bởi một thời kỳ dài cái đảng cộng sản là họ thấy được cái nguy cơ cái lòng tin người dân không còn họ thấy được cái nguy cơ và và họ cảm thấy sợ hãi thì cũng giống như chúng ta bình thường mà thôi nếu bình thường nhà ở một cái nơi an toàn mà gia đình cảm thấy an toàn người mà thấy này khá cũng không phải lo lắng gì cái chuyện trộm cắp lo lắng gì này khá thì có lẽ người ta chỉ nuôi một vài con chó để làm cảnh giữ nhà báo hiệu vậy thôi nhưng khi mà người ta cảm thấy là ra nhà họ sẵn sàng là có có nguy cơ bị đột nhập bị uh, suy yếu vì này khác thì họ sẽ nuôi một đàn chó để mà nuôi mà mà, mà trong nhà thì cái cái hình ảnh đó rất giống với cái việc đảng nuôi công an không khác một chút nào thế nhưng mà đến một lúc nào đó thì uh, cái ngân sách cũng là một phần bởi vì uh, như tôi vừa nói ở phần đầu ạ uh, cái hệ thống uh, tiền của đồng lương và tất cả mọi quân trang quân phục trang thiết bị cũng như là chế độ dành cho cái ngành công an là vô cùng lớn trong 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 cái, cái trong, 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 chiếm ngân sách rất là lớn và, và 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 nó trở thành một gánh nặng nhưng mà cái điều đó không phải rằng là đó là động cơ để mà cải tổ ngành công an à, của 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 đảng mà tôi tôi cho rằng ấy, là khi nguyễn phú trọng lên làm tổng bí thư mà tham gia vào sách hoạt ở đảng ủy công an trung ương đó là điều lần đầu tiên là là xảy ra trong cái 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 thể chế chính trị Việt Nam á, thì chúng ta đã biết rằng Nguyễn Phú Trọng muốn thò tay vào thao túng toàn bộ bộ ngoan để thể hiện quyền lực của mình. Đó là điều thứ nhất. cứ điều thứ hai á là nếu như có tất cả những cấp trung gian này khác thì rất khó quản lý và Nguyễn Phú Trọng muốn thể hiện cái sự độc tài của mình ngay trong ngành ngành công an để mà 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 thể hiện qua quyền lực cũng như là 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 cái sự sự sự, sự kiểm soát của 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 ông ta. Do đó mà sẽ phải có những thay đổi, phải có những cái này khác Bởi vì cả một cái bộ phận bây giờ cả hàng trăm những cái cục vụ viện rồi cái nọ kia có làm được cái gì đâu Một cái vụ án dù rất là nhỏ thì điều tra hết tháng nọ sáng tháng kia Cũng không thể điều tra được, cuối cùng cũng là làm lơ Ta nói đơn giản Cái này thì nó gọi là hơi nhạy cảm một chút và nó hơi đúng như ngày cách đây mấy năm 3 năm trước 14 tháng 3 năm 2005 là chúng tôi tổ chức cái cuộc cùng anh em ra tổ chức một cái cuộc tưởng niệm các cái liệt sĩ ở, ở, ở Trường Sa ở đảo Gạc Ma thì một cái đám gọi là cơ, mặc áo dư luận viên này mang cờ búa liềm rồi ra, ra, phá phách rồi chỉ bới thô tục với người già người lớn tuổi và rất hỗn hào với tiền nhân thì Nguyễn Đức Trung là tướng giám đốc quan thành phố Hà Nội tuyên bố là chúng tôi sẽ điều tra và cho bây giờ điều tra đến mấy năm không ra được đấy là ai nó đơn giản như vậy thôi chứ cũng không cần phải nói gì cho nhiều cả Và được báo chí, được người dân, được dư luận hết sức quan tâm đến nay thì vẫn vậy Do đó mà tôi lại thấm thía cái câu của cha ông Tức là gì? Chó đàn thì không bắt được chuột Và chính cái điều đó đã dẫn đến cái hành động của Nguyễn Phú Trọng Là tiếp tục thoa tay vào để thao túng cái ngành công an Và kiểm soát cái, cái, cái quyền lực của mình đến tận những cái chi tiết Đến công an, đến quân đội, đến nhà khác để thể hiện cái vai trò của đảng bởi vì dưới thời Nguyễn Tân Dũng ấy Thì vai trò của đảng hết sức bị lu mờ à, Lúc bây giờ một ông tổng bí thư đầu thì bóng loáng Răng thì trắng nõn Rồi là ăn nói thì thao thao bất tuyệt à, Thế nhưng mà trong đầu thì trống rỗng Cái bộ óc trống rỗng ấy, Chỉ biết cái chuyện lo, chuyện gái gú Cái chuyện bổ bịch, cái chuyện nọ kia Để gây ra những tiếng tâm Rồi là những cái xì xào về bản chất về này khác mà thôi Do đó Nguyễn Phú Trọng, à, Nguyễn Tấn Dũng được À, nước là cái lấn lướt và và chính cái điều đó làm cho Nguyễn Phú Trọng là một cái à, gọi là là một cái, cái, cái đảng viên thủ cựu một cái, cái cái người mà cảm thấy rất là ớt ức và cho nên bây giờ thì ông giành lại cái thế để gọi là đảng vẫn là tuyệt đối vẫn là lãnh đạo thôi. Dạ vâng, anh vừa trình bày cái vấn đề là công an nó dư thừa và chúng ta cũng được biết là ví dụ như cô Đoan Trang hay là các cái nhà đấu tranh dân chủ đó thì ở bên ngoài là lúc nào cũng canh gác, bảy tấm người công an chỉ cần một người thôi với người một người phụ nữ như là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở trước đây đó cũng lúc nào cũng có chụp công an đứng ở ngoài cửa thì nó phi phạm quá nhiều có một cái vấn đề mà à, thưa anh ở ngoài này được có cái, xem một cái clip một cái youtube đó, của là một cái thiếu tướng à, Trương Văn Lâm ông trương văn lâm đó thì là giám đốc của bộ chính trị của công an, giám đốc chính trị của bên công an, tức là ông là huấn luyện viên của các, các hàng ngũ công an, thì trong cái clip này ông có nêu lên khoảng mười mấy hai chục phút, thì ông nói là cái giả tâm của trung cảm lúc nào cũng thông tính việt nam, không biết là thông tính lúc nào và vào thời gian nào và thông tính ra sao, thì ông nêu lên cái trong cái YouTube này đó thì nhiều người hải ngoại cũng đã được nghe và sau đó thì ông Trương Văn Lam qua cái youtube này có thể là nói trong nội bộ nhưng mà không biết vô tình hay cố ý nó gỡ ra bên ngoài thì sau đó ông Trương Văn Lâm bị mất chức à, à, tất cả nhưng mà hiện tại thì ông không phải là cái người mà gọi là về hưu sớm nhưng mà cuối cùng đoạn bắt ông về hưu phải chăng là khi đụng tới trung cảm thì cái áp lực của trung cảm quá nặng nề cho nên buộc ông phải từ chức và ông về hưu phải không Thưa anh? Là thế anh những chuyện đó là chuyện nội bộ của, đà, của, của đảng cộng sản những điều mà người ta thấy á, rõ ràng nhất ấy, là cái sự thể hiện của đảng ra là một cái chuyện là hèn hạ trước giặc và hung dữ trước người dân tàn ác với người dân đó là cái, cái bản chất của, của đảng cộng sản đã, người dân đã nhìn thấy rõ từ mấy năm nay từ khoảng chục năm nay ấy, thì chúng tôi vẫn thường hay nói chuyện với nhau bởi bây giờ là đảng đang cửi chuồng đảng không cần biết xấu hổ là không cần biết phải che đậy những cái, cái 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 thối tha của mình nữa là bởi vì đã đến lúc họ sắm đủ nhà tù họ sắm đủ súng đạn và họ có nghĩ rằng họ có đủ quyền lực để họ đe dọa được người dân để mà người ta không dám mở mồm. Để, do đó mà ai dám mở mồm thì họ bắt bớ họ tù đầy thậm chí có những cái cái, cái 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 vụ án tù là là rất là nặng nề cho những cái người mà chỉ gọi là nói lên cái nguyện vọng của mình mà thôi còn nói như anh nói vừa rồi tức là cái lực lượng công an mà nó 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 quá nhiều không có mới với năm người ăn thua gì đâu một cuộc biểu tình ở nhà tôi có những thời kỳ chỉ một cái ngõ đi ra 16 thằng công an và tôi về quê bốn chục thằng công an coi như vây xung quanh nhà vây xung quanh nhà đi tôi vợ con tôi đi đằng trước thì nó đi đằng sau mà nó cứ bám sát ngay sau xe đến mức độ là vợ tôi là một cái người rất hiền lành phải phát khùng lên bảo thì mày đi theo tao làm gì định ăn cắp à nó không phải là ít đâu anh mà nó quá nhiều và cái tiền đó nó nó chi tôi đang nó đùa với chúng nó bảo thứ ngày riêng ngày hôm nay là chúng mày mất với tao hai chơi nhà nước chi mất với tao hai chục triệu đơn giản nhất chứ tỷ kể sang xe mà một ngày mất hai chục triệu đồng là mất cả nghìn đô la về mình mà mà trong khi đó tôi về tôi dỗ bô tôi không làm một cái việc gì khác á tôi về đi lễ ở nhà thờ này khác nó vẫn cứ vậy đến mức độ mà cái người dân quê tôi người ta khùng lên, người ta không thể chấp nhận được như thế và buổi tối người ta hô rằng cái đám này trộm chó ra nó vây lại nó đánh cho một trận. thì đấy là là cái lòng dân nhưng họ không hiểu cái điều đó, họ cứ tưởng rằng là như thế là uy hiếp được người khác nhưng mà tôi nói như thế để nói rằng cái lượng là quá nó quá nhiều là một chuyện, nó sử dụng quá lãng phí là hai, nhưng mà cái lớn hơn đó, là cái mục đích của nó chỉ để nhằm để đàn áp nhân dân mà thôi. cho nên nó bất chính như vậy nó 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 nó, nó, nó tác quái, tác quái như thế thì đến lúc mà nếu như Nguyễn Phú Trọng mà không nhìn nhận ra điều đó đã dùng một cái lực lượng ăn tiền của dân nuôi bằng tiền của dân để mà quay trở lại đàn áp dân thì chính Nguyễn Phú Trọng và cái lực lượng đó nhận cái hậu quả mà thôi còn cái vấn đề về một vài cái ông tướng và có những cái vấn đề mà mà này khác thì thực ra thế này anh cũng có những người người ta nhận thức được vấn đề về lãnh thổ về quyền lực về vấn đề thể chế chính trị về cái cái, cái 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 bản chất chế độ hiện nay người ta biết chứ không phải là không biết. Có một cái điều là người ta không có cái chỗ để người ta nói, người ta thường ấy thì đến khi nào về hưu thì họ nói vài câu rồi là này khác như thế trở thành đa số những cái người mà, mà 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 khi về hưu rồi thì nói được vài câu chứ còn khi đương chức thì như tôi nói ấy, là khi đương chức đương quyền thì những lời nói đó đều bị bật ra khỏi hệ thống và người ta người dân Việt Nam hay có một cái, cái, cái ngồi mong đợi bảo là bây giờ phải mong có một ông nào vào trong bộ chính trị hoặc là ông nào làm thật to vào trong đó và có ý thức thương dân hoặc là ý thức dân chủ thì may ra có đánh được nó thì tôi cho rằng đó là cái điều hoang tưởng điều là là hão huyền không bao giờ có được là bởi vì sao nó biết được cái bản chất của cả một cái cái vấn đề cộng sản này nó là một cái tính chất hệ thống chứ nó không phải là một cá nhân một cá nhân không làm gì được trong đó anh tôi hay ví dụ là giống như một cái cái, cái một cái cỗ máy thôi, thôi một cái cỗ máy nó rượu rã một cái nhà một cái tòa nhà nó đang sập đổ nó rụng mọt như này thì anh có đưa vào một cái thanh xà thanh dầm thật tốt đi nữa thì cũng chỉ để là vứt đi một cái bộ máy đó, nó cái ô tô của anh nếu như là cái ô tô nó rượu rã rồi bánh lông đằng nọ đằng kia thì anh đưa một con ốc vào nữa thì chính con ốc đó sẽ bị hỏng hoặc là bị mật ra khỏi hệ thống chính vì vậy mà Nói về nhận thức là người ta có nhận thức Ngay cả đối với họ hiểm họa về Trung Cộng, Trung Quốc Những cái đó là họ có Thậm chí mà năm 1979 mà khi đánh nhau với Tàu Nhà cầm quyền Việt Nam đưa ngay ra một cuốn sách gọi là Người ta gọi là sách trắng về Sự thật về quan hệ Việt Nam 30 năm qua 1949-1979 Ở trong đó nói rất rõ về những cái lần can thiệp của Trung Quốc Âm mưu của Trung Quốc như thế nào Can thiệp vào Việt Nam như thế nào Tất tần tận ở trong đó có cả nhưng bây giờ nếu đọc cuốn sách đó thì không khéo lại đi tù còn mút mùa hơn. Là bởi vì sao? À, ngày xưa ông Tổ Hữu có một cái bài thơ mà tôi cứ nhớ đến bây giờ. Hồi đó tôi còn nhỏ mà ông đọc. Bảo là tình bạn ngày nay có khác xưa. Nghĩa tình é sớm nắng chiều mưa. Chợ trời thì thật giả. đấu công lý hàng hóa lương tâm vẫn thiếu thừa. Đấy là một cái bài thơ mà Tổ Hữu làm năm 1972 gì đó. đã nói về cái chuyện thay đổi ở trong cái... cái những cái lòng dạ cộng sản lúc bây giờ ý là muốn nói về Trung Quốc muốn quay lại với Mỹ để rồi phản đối đội lại cái phong trào quốc tế đấy thì cái đó lại áp dụng lại cho Việt Nam rất rõ ràng à, tình bạn ngày nay có khác xưa là vậy. Okay. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta chỉ còn 10 phút còn lại thôi. Qua cái sự trình bày của anh. À, nhiều người thính giả ở hải ngoại có nhiều lần tiếp xúc với các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước thì họ nói với đài Á Châu Tự Do, đài Pháp Á, đài BBC, The Voice, họ không sợ hãi gì cả. Thì có nhiều người đặt câu hỏi xong mấy ông, ông nói mà gan vậy. Ở trong nước thì họ rất ấp nhưng mà nói qua lần sóng không sao hay sao. Thì xin anh là cái người ở trong cuộc là thực trạng anh có thể cho quý thính giả của chúng ta được biết bởi vì có nhiều người ở ngoài này nghĩ như vậy là ngộ nhận nó ông này có thể là cò mồi của đảng hay sao tại sao mà giống nói như vậy mà đảng bao che như vậy thì họ không kiểm soát được sao Dạ xin anh Dạ thưa anh tôi cũng đã bị nhiều người Nhiều khi mà ngày này như vậy Năm 2011 Tôi đi sang Mỹ Thì có rất nhiều cái báo chí Cũng họ muốn gặp phỏng vấn Thì tôi có nói với họ bảo là Tôi thì rất đồng ý Nhưng mà xin hãy chờ cho một chút Là để cho tôi về cái đã Tôi về ở Hà Nội thì anh muốn hỏi cái gì tôi nói cái đó Tôi nói rất rõ ràng Chứ còn ở đây thì để tôi về nó đỡ ổn bởi vì năm 2011 tôi sang được thời gian 2 tháng để tôi về Thì tôi còn nói với họ như thế họ rất ngạc nhiên Và tại sao ở đây anh ở đây từ rõ đâu anh còn sợ Bảo nếu sợ thì tôi cũng nói Mà đã nói thì tôi không sợ Bởi vì tôi nói là nói sự thật Tất cả những cái như vậy Nhưng tôi về Hà Nội thì tôi trả lời với các anh rõ ràng hơn Lý do nhiều người ấy, người ta bảo là tại sao mà lại cũng có rất nhiều người đặt nhiều câu hỏi cũng khá hay tại sao người ấy làm thế mà đảng không bắt công an không bắt rồi là tại sao nói vậy mà không bắt chứng tỏ ông là công an hoặc ông là cò mồi hoặc là nọ kia Tôi có viết một bài viết, sau đó rất nhiều người nói cái cách như vậy thì tôi có viết một bài viết rằng là cái não trạng nô lệ. Cái thói quen gọi là là cái phản xạ có điều kiện và cái não trạng nô lệ. Phản xạ có điều kiện là gì? Tức là những cái phản xạ của cơ thể của con người mà nó cứ lặp đi lặp lại mặc dù trong bản năng cũng có nhưng lặp đi lặp lại nhiều thì nó trở thành phản xạ có điều kiện. Thì chính cái trong cái cái, cái, cái khi cuộc sống là vậy giống như kiểu là Việt Nam thì hay trước đây theo cái cái, cái thuyết của 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 Darwin, quyên ấy, pháp lốp làm cái thí nghiệm là con chó mà cứ mỗi lần cho nó ăn cái thì gõ cái cái, cái bát cái thì nó tiết nước bọt thì đến lúc mà không cho ăn thì gõ cái bát cái nó vẫn cứ tiết nước bọt đấy gọi là phản xạ có điều kiện thì đến giờ ăn dẫm cái cái cái, cái cầu này thì con cá nó nó bỏ lại để nó kiếm ăn bởi vì nó thành cái phản xạ như vậy thì người Việt bị hiện tượng sợ hãi đến mức độ là thành phản xạ có điều kiện cứ nhìn thấy công an mà nghĩ là nó nó sẽ bắt mình nó không bắt mình thì tự mình cũng sợ rồi tự mình lại xét mình là ông mình có làm cái gì hôm trước mình có đi chỗ đó chỗ kia để có bị công an không cũng à, khéo là nó bắt mình thực chất là không phải nó thằng công an đi vệ sinh cứ tưởng nó lại nó bắt mình vì người ta quá sợ hãi thôi người ta quá sợ hãi và người ta nghĩ rằng là những hành động như vậy là phải bắt giống như kiểu mình nuôi một bầy chó mà nó cắn anh một lần Lẽ ra cắn là phải trừng trị nó Ở Việt Nam chẳng hạn mày cắn lần thứ nhất tao đập cho mày cái Mày cắn là cắn lần thứ hai đưa tao bán mày đi lần thứ ba tao làm thịt Chẳng hạn là như vậy Như ở đây thì không Để nó cắn lần thứ nhất rồi lại phải tránh nó ra Qua lần thứ hai đến đó nó cắn như cái Lại phải tránh nó ra Thì đến lần thứ ba nó không cắn thì từ ơn đảng ơn bác lắm để cho nó không cắn Cái đấy gọi là cái não trạng nô lệ Nghĩa là gì? Mình đẻ nó ra để nó phục vụ mình nhưng mà nó cứ cắn mình mà mình không làm gì được nó Thì cứ trở thành mình, trở thành nô lệ của nó Thì cái cách nghĩ mà như anh vừa đặt ra Thì cũng là cái cách nghĩ của rất nhiều người Tại sao mà lại bắt người nọ là không bắt người kia Có lẽ người đấy là còn mồi Đấy là cái suy diễn của họ Từ cái nỗi sợ hãi của họ mà thôi Có thể người ta bắt người này, không bắt người kia <laughs> Ngoài cái, 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 cái logic bình thường Thằng Cộng sản nó chả sợ thằng nào nó bắt khi nó không thích là nó bắt mà khi nó cảm thấy nó có lãi trong cái việc bắt bờ đó thì nó bắt còn nếu như cảm thấy nó lỗ thì nó có bắt chẳng hạn như giai đoạn hiện nay nó những người đấu tranh dân chủ bị bắt rất là tàn bạo những người mà cất tiếng nói của mình bị bắt hết sức là khốc liệt là vì bây giờ nó bắt là nó lãi vì hiện nay thế giới chưa là về từ eu cho đến mỹ cho đến các nước phương tây chưa có cái ràng buộc nào chúng có một sự quan tâm cần thiết đến cái, cái vấn đề nhân quyền đến vấn đề dân chủ thì nó bây giờ là giống như chúng tôi hay ví dụ là À, thằng cộng sản việt nam bây giờ giống như kiểu là trong cái nhà của thằng bố nghiện ấy, thằng bố mà nghiện ma túy ấy. bình thường là bòn rút hết vợ con có đồng xu đồng cắt nào bắt nhịn ăn nhìn mặc để tao phả phê tao chơi ma túy thì đến bây giờ thì bình thường thì cả xóm người ta quay lại người ta như nhìn rồi người ta hạn chế người ta bảo tao cho mày tiền đây là tiền để nuôi vợ con mày chứ không phải là để 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 mày chơi ma túy chứ mày đánh được vợ con là không được nó có cái luật lệ của làng này xưa nay giờ không có chuyện nó như vậy thế nó còn đỡ nhưng bây giờ cả làng đang lo chuyện làm ăn, đang lo chuyện hội hè, đang lo chuyện này khác kệ nhưng mày thì nó đóng cửa lại nó chém giết con nó trong nhà là chuyện rất bình thường. Hiện nay nó cũng đang là như vậy. Và chính vì thế mà nếu như ai nói rằng là à, tại sao mà những cái nói như vậy mà không bị bắt thì có mùi này khác từ là cách suy diễn từ cái nỗi sợ hãi của chính họ. Chứ còn á khi nó thích thì nó bắt. Khi nó không thích mà nó thấy lỗ thì nó không bắt cái điều thứ hai nữa là muốn bắt một người thì vào, vào, trừ những trường hợp đặc biệt nó cứ kết tội như anh em dân chủ vừa qua thì kể cả ông đúng trăm phần trăm nó cứ buộc là nó bắt nhưng không phải lúc nào nó cũng làm được như vậy mà muốn bắt thì nó vẫn phải cứ có cứ những cái điều luật này khác bởi vì ấy, nó không sợ gì người đấu tranh nó không sợ gì những cái người nó phải lên tiếng mà nó sợ cho chính nó một cái thằng quận trưởng hoặc một cái thằng nào khác mà cứ mạnh tay mạnh chân mà không có lệnh trên mà không có này khác mà ra lệnh bắt thằng nó bắt thằng kia trái pháp luật mà nếu không được sự ủng hộ không được lệnh từ trên một ngày khác thì đó là cái cớ để nó hất mày ra khỏi đó để nhận tăng các khoản nó lấy tiền và chính vì thế mà nhiều khi nó phải rọn rèn thay. Dạ vâng. Có người cho rằng là nếu là một cá nhân mà tự phát có thể chống đối thì uh, cộng sản không sợ <laughs> nhưng mà nếu nằm ở trong một cái tổ chức trong một cái hậu đoàn trong một cái tôn giáo thì họ rất là e ngại. Thưa anh bây giờ chúng ta chỉ còn 3 phút còn lại thôi thì dưới cái nhìn của anh cũng như người Việt ở hải ngoại mặc dù họ cũng à, đánh à, sắp sửa đánh dấu 43 năm người Việt ly ly hương à, ở hải ngoại và Sài Gòn bị sập đổ thì thưa anh dưới cái nhìn của anh làm thế nào ai cũng mong ước là đất nước chúng ta được chuyển mình sớm có tự do dân chủ để mà phát triển thì dưới cái nhìn của anh làm thế nào để mà khai dụng có thể gấp phần chuyển hóa cái vấn đề dân chủ trong đất nước là một người ở trong cuộc một người hiện tại sống đang làm chế độ thì anh nghĩ có thể đóng góp được gì lòng bào hải ngoại có thể quan tâm và làm được cái gì để cho có thể chuyển hóa được cái tình hình thưa anh thưa anh là một cái người mà mà tôi cũng quan sát nhiều cái vấn đề của xã hội và tôi thấy rằng là người Việt thường không còn một cái sức mạnh được ở các cái yếu tố yếu tố thứ nhất là thiếu sự đoàn kết nhất trí <laughs> Thì vậy thì để có một cái sức mạnh thì cái cần nhất ấy là bỏ cái là có một sự đoàn kết nhất trí không? cho cho một cộng đồng. Muốn làm được điều đó thì nó phải có một cái điều kiện là mình phải bỏ mình đi, mình phải bỏ cái tôi của mình. À, bởi vì đông thường trong một cái đám đông trong một cái cộng đồng thì ai cũng muốn cái tôi của mình nổi nhất, ai cũng muốn mình là cái gớm nhất, ai cũng muốn mình là đúng nhất và chính cái đó là giết mất cái sự đoàn kết, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa <laughs> là có những sự thật dù đau đớn thì vẫn cứ phải nói ra bởi vì cũng như chúng ta đã nói chúa cũng nói trong kinh thánh nói rất rõ là chỉ có sự thật mới giải thoát anh em thì tôi nghĩ là đối với tôi có hai điều rất là quan trọng cái thứ nhất là cứ đồng tâm đồng lòng à, muốn như vậy thì mọi người cần phải khiêm tốn hơn cần phải nhìn nhận về cái chung lớn hơn và thứ hai nữa là cái sự thật thì cần phải nói ra thì lúc bây giờ cái quá trình dân chủ quá trình mà chuyển biến bởi vì <laughs> chúng ta không thể vác súng đạn ra để mà gọi là lật đổ chính quyền cộng sản hiện nay kể cả mỹ bây giờ họ cũng làm thế không ai làm được điều đó bởi vì nếu như nói về một cuộc chiến về sự tàn bạo thì tôi khẳng định luôn là không có ai tàn bạo được bằng cộng sản tôi khẳng định luôn trong một cuộc đấm nhau ngoài đường thì thằng nào mất dạy nhất thằng nào mát rợ nhất sẵn sàng đâm sẵn sàng chém thì thằng đó là mới thằng thằng chứ không phải cái ông lịch lãm quần áo tử tế để ăn nói từ tốn là ông thắng được trong cái cuộc chiến mà mà, mà nó cùn được do đó mà cộng sản nó chỉ có hai điều, điều thứ nhất là cái sự bạo lực, điều thứ hai á là dối trá, với bạo lực thì nó sẵn sàng đến cùng nó đốt đến người dân cuối cùng, bởi vì nó có chết không? đốt đến người dân cuối cùng cho mục đích của nó. Thì ông Hồ Chí Minh nói rõ ràng là tha đốt cả dãy Trường Sơn cũng dành cho được độc lập, cái độc lập và đến về cho tổ quốc mà độc lập đây là cái sự độc tài độc quyền của Đảng Cộng sản bởi vì ông khẳng định đảng ta là đảng cầm quyền ông rất rõ ràng vậy cho nên là thề đốt cả dãy rừng sơn cũng thề dành cho được đọc, đọc, bởi vì đốt cả dãy rừng sơn nó là nó vác xác người ta vác dân vác xác người dân hết lớp này lớp kia đi chết chứ không phải là đảng chết đó là điều thứ nhất điều thứ hai nữa là về dối trá thì nó là bậc thầy tôi như lúc nãy tôi nói mà dối trá từ trong ý nghĩ cho đến trong hành động trong ngôn ngữ trong giáo dục trong y tế trong tất tần tật mọi cái lĩnh vực xã hội vậy thì với hai cái điều đó thì chúng ta đấu tranh một cách ôn hòa có lý lẽ và dùng luật lệ và điều thứ hai là sự thật hai cái điều đó thì tôi cho là cộng sản sợ nhất và nhiều khi họ rất là là lung túng trong cái việc đấu tranh Dạ vâng, đến đây thì thời gian đã hết giờ Mặc dù là chương trình qua sự trình bày của anh rất là hấp dẫn à, Chúng tôi thành thật cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và lắng nghe Cũng cảm ơn anh Nguyễn Hữu Vinh đã đóng góp trong chương trình này Chúng tôi xin kính chúc anh, gia đình cũng như là quý thính giả Những giờ phút còn lại thật là bình an Xin có cơ hội được gặp lại anh lần sau Xin kính chào anh và kính chào quý thính giả Mời anh có lời chào Dạ vâng, à... Tôi cũng xin gửi lời qua làn sóng của đài gửi lời đến tất cả các anh chị em trong quý đài và cũng các quý khán thính giả của quý đài. Chúc lời chào sức khỏe, đoàn kết và bình an. Tôi là GB Nguyễn Hữu Vinh, sinh sống tại Hà Nội, Việt Nam.